mẹ ủng hộ con học nghề. Lê Thị Bình, học sinh trường Trung học Phổ thông Thiệu Hóa, Thanh Hóa, đạt 22,4 điểm khối bờ trong kỳ thi Trung học Phổ thông nước nhà 2019 nhưng từ chối học đại học để đăng ký vào trường cao đẳng Bách Diệp và trở thành thủ khoa đầu vào năm 2019 của trường này. Lê Thị Bình, thủ khoa trường cao đẳng Bách Diệp ảnh. Bình nhìn nhận số điểm của mình không quá cao, có thể không đủ để vào một số trường đại học liên quan đến khối ngành sức khỏe, nhưng có thể vào một số trường đại học liên quan đến ngành quản hốt tế nhưng không có nguyện vọng học đại học. Hiện Bình là sinh viên ngành dược, trường cao đẳng Bách Diệp. Ban đầu em đăng ký ngành quản lý nhân sự nhưng suy đi nghĩ lại thấy mình không thực sự yêu thích. Em đam mê môn hóa học nên khối ngành sức khỏe sẽ rất có lợi khi em có thể để mắt bạn dạng thân hay những người thân trong gia đình, Bình nói. Lựa chọn học cao đẳng nghề, Bình cho hay, thầy cô ở trường cấp 3 có hơi tiếc nhưng em chiếm được sự ủng hộ hoàn toàn của gia đình, khác lạ là từ mẹ. Mẹ em luôn tôn trọng quyết định của con. Bố em thủ đầu kỳ vọng con sẽ vào đại học nên có phản đối, nhưng hiện thời em chiếm được sự ủng hộ và động viên tuyệt đối từ bố mẹ. Học nghề xong xuôi em sẽ về quê làm việc. Trần Văn Cảnh, thủ khoa đầu vào của trường cao đẳng kinh tế công nghệ thành phố Hồ Chí Minh với số điểm 22,5. Đây là tổng điểm 3 môn khối chai nuôi, trong đó ngữ văn 6,5 điểm, địa lý 70 điểm và giáo dục công dân 9 điểm. Cảnh bảo với số điểm này cậu có thể đổ vào trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh nhưng quyết định đi một hướng khác là học cao đẳng ngành tài chính công nghệ của trường cao đẳng kinh tế công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Lựa chọn học nghề, Trần Văn Cảnh cho biết bố mẹ ủng hộ quyết định của đại trượng phu từ lúc chọn ngành đăng ký trung học phổ thông nước nhà. Thủ khoa đầu vào trường cao đẳng kinh tế công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nỗ lực thành thủ khoa đầu ra. Trần Văn Cảnh dự định học xong xuôi cao đẳng nghề sẽ về quê Trà Vinh làm việc ảnh. Lúc đó nếu có cơ hội em sẽ làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng em cũng nghĩ tới phương án sẽ về quê Trà Vinh, vì địa phương em ngày càng phát hành nhưng thiếu nhân lực chất lượng cao và em sẽ có nhiều cơ hội, Cảnh nói. Đạt 24,55 điểm dẫn đi học nghề. Với số điểm 24,55 khối án toán 8,8, vật lý 80, hóa học 7,75, Võ Thị Cẩm Nhung, trường Trung học Phổ thông Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang có nhiều lựa chọn vào các trường đại học có tiếng, nhưng cô gái nhỏ tuổi đã từ chối để vào trường cao đẳng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh và trở thành thủ khoa của trường năm 2019. Đạt 24,55 điểm, nhưng Võ Thị Cẩm Nhung lựa chọn học trường cao đẳng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ảnh. Tại trường học này, Nhung như bông hoa lạc giữa rừng gươm, chính vì vậy những ngày lễ như 20/10 được các bạn nam trong lớp để mắt nhiệt tình, thầy cô cũng rất ưu ái. Nhung được gia đình hoàn toàn ủng hộ học nghề vì sẽ có cơ hội vừa học vừa làm. Nhung cho biết, em không tiếc khi điểm cao hôm học đại học mà đi học nghề. Tại trường cao đẳng em dễ tiếp thu bài và được đàm phán với các giáo viên. Thầy cô nhiệt tình, em có cơ hội vừa học vừa làm việc vì được tiếp cận môi trường thực tế nên chắc chắn sẽ thu thập được nhiều quãng hốt nghiệm. Em thấy học nghề rất tốt, Nhung nói.